Rồi bây giờ ta cắt chòi ghép bơ để bắt đầu ghép. Thì trên cây bơ chọn những cái chòi già chứ không chọn chòi non, và cái độ lớn nó cũng vừa với cây gốc ghép. Mà cắt bỏ hết lá thì chắc làm chừng chục mười mấy cây được rồi. Okay. Là 6 cây à, mình về thêm được mười mấy cây. Lấy chòi ghép là như thế, và tốt nhất thì nên ghép trong ngày, để qua hôm sau thì cũng được, nhưng mà nó sẽ không tốt bằng. Trên góc ghép thì ghép một đường từ dưới lên trên, và chờ ghép thì vác hai bên. Thì ghép xong thì cầm tối đi làm lại. Dùng thêm bột à. Và để vào bẫy luôn. Để ở đây khoảng 1 tháng sau thì chòi nó bắt đầu phát triển và tháo bọn đi làm ra. Như thế là ghép xong. Cái này chung với giống này không quá? Hai khác. Viên hội thì bỏ nguyên cục đó, cái này không quan nào không biết không ba tư không biết. Sau khi ghép xong thì để vào bẫy luôn. Và khoảng 1 tháng sau bắt đầu cây nó đâm chòi và tháo bao nhiêu lông trùm ra. Đây là những cây đã ghép, bây giờ ta xem một cây. Đó, như thế đó.